hôm nay cũng một lần lại một lần nữa là thầy về lại thăm ngôi chùa Phước Thiền với con, rồi thầy cũng còn cúng trình tài tịnh vật nữa, rồi quý Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh và Phật tử ở xa gần có dân viên một lần nữa về thăm ngôi chùa. Vừa rồi cũng làm nhà vệ sinh, rồi làm chỗ mẹ em, rồi mẹ em ngủ nghỉ, rồi làm một lần nữa. Bao nhiêu năm rồi thầy cứ về thăm mãi ngôi chùa Phước Thiền với con. Thì sư cũng thay mặt ở chùa với mẹ em mồ côi bất hạnh, thầy cảm ơn thầy rất nhiều. Và cảm ơn quý Phật tử Mạnh Thường Quân ở thành phố Hồ Chí Minh và quý Phật tử ở xa gần. Và chúc quý vị luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn gặp nhiều điều may mắn trong công việc. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Pháp Môn Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh, Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy rất nhiều. Sư không biết có ngôn từ nào để hết tâm lòng của sư để mấy em. Rất cảm ơn thầy với cô Thanh Ngọc. Nói ra là sư cũng cảm động, muốn chảy nước mắt để mà từ ngày giờ là lúc nào thầy cũng lo mấy em từng ly từng tí, lo từng thức ăn trên mặt, lo từng năm nào Tết nào nhà cửa rồi thầy cũng lo hết. Thân Ngọc cũng lo cứu Phật tử Mạnh Thường Quân cứ về mãi mãi không thì lo mấy em. Sư cũng rất không biết, chắc có lẽ là kiếp trước là Long Thần Hộ Pháp của chùa Phước Thiền hay sao, là cứ về mãi mãi. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy nhiều, cảm ơn quý Phật tử Mạnh Thường Quân rất nhiều. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thầy. Dạ, A Di Đà Phật, cô cảm ơn mấy chú nhiều nha. Mấy chú nhiều thì các sư không biết nói làm sao nữa. Đó, cơm gạo rồi sữa rồi đủ thứ, rồi nhà cửa ở. Một hai bánh. Cho anh cho mình xin hóa đơn. Chị Phụng đại diện cho một cái nhóm từ thiện là Vung Gốc, chị Phụng bên chị Thủy. Thế thì có gửi hiện vật của bên mình là 10 thùng tập. Dạ, tập trăm trang. Dạ, trăm trang với khoảng hơn 10 quyển truyện tranh và 10 triệu tiền mặt. Dạ. Anh đại diện cho Vung Gốc Anh Di Đà Phật, sư cũng thay mặt chùa cho em một cô rất cảm ơn. Dạ. Cái này là 19 triệu tiền 1.375 tấn gạo. Dạ, tiền gạo. Dạ. Đây là tiền gạo. Dạ rồi, có một cái anh bạn tên là Đức Anh, anh về trước rồi, anh đi sớm anh về trước rồi. Anh có dạ. Gửi là 6 thùng mì chay. Dạ. Và khoảng 10 cái bịch ngũ cốc. Dạ. Anh Quân đây và những Mạnh Thường Quân của anh Quân đã tài trợ 300 kg gạo. Dạ. Dạ, đó là 300 kg gạo đó.
anh Trung và những người bạn mạnh thường quân của anh Trung gửi là 130 kg gạo, một thùng bánh, một thùng trái cây sấy và 10 thùng sữa và một thùng rủ bao gấu bông. Sáng thì thằng chở theo gấu bông đồ chơi với mấy cái gì đó lặt vặt gì đó. Thì hiện tại thì ngoài cái sửa chữa này thì hiện tại chưa có khó khăn gì không trong cái việc là học hành của mấy em hay là cái chi phí sinh hoạt của chùa, ví dụ là một tháng tiền điện của mình là sinh hoạt là bao nhiêu. Hiện tại thì xuống thì lần này gắn nhiều quạt nè, lần trước là thiếu quạt. Sư chia sẻ vài lời ạ. Sư không tâm sư á thì sư cũng đủ, tại vì tháng nào cũng bên Thanh Ngọc đi mà thầy quân cũng cho ăn đủ rồi. Và sư còn cái chuyện mà học hành của mấy em thì sách vở thì quá đủ rồi. Rồi đến cái mùa học thì bắt đầu nghỉ hè nè, rồi bắt đầu trở lại học thế, cái đó mà có tốn tiền. Giờ là không có tốn tiền nữa, là hết trong tiền. Tại vì cái gạo này con ăn cũng mấy tháng trời luôn. Rồi cũng đủ rồi. Rồi sư thì thâm tâm sư á, cái nguyện vọng của sư một lần nữa là xây làm cái nhà cho mấy em trai thôi. Còn sư không có cần gì nữa, là quá đủ nhiều rồi. Rồi cũng có mấy cô vừa lâu lâu đó Phật tử có giáo vô cũng cho cái này kia rồi, đủ tiền để mua trang trại, tiền đi chợ, rồi một tháng đi chợ, một ngày đi chợ hết cũng 500-600 ngàn tiền đi chợ thì cũng đủ dư sức rồi, đi rồi là đủ rồi. Cái là quá đủ, đúng là quá đủ. Nói ra là sung sướng hơn là mấy năm kia của sư, mấy năm kia sư khổ lắm, đi xin mà té tụi nuôi lái đó. Đó giờ đi học hết mình chùa mình sư không có ăn hết. Nhưng khi Thanh Ngọc thấy vậy á, Thanh Ngọc thấy nó thương sư. Thanh Ngọc đó thấy vậy rồi Thanh Ngọc thấy cô này cái cực quá. Nhưng tuy nó cực nhưng nó vui, có mấy em cũng vui. Sư năm nay cũng 60 tuổi rồi, nhưng sư cũng vui vẻ rồi. Ở đây là cái khu sinh hoạt chung chính của mình, tất cả mọi hoạt động gì thường khi là ở đây hết, mà ở đây thì nó rất là nóng. Một là cái tôn này không phải là tôn chống nắng, hay là mình thiếu một cái lớp cách nhiệt không? Cái phong kia. Mà cái này cái này để ghi nhận thôi, chứ nếu mà có điều kiện lòng của sư thầy. Nhóm các vị bên kia là ở đâu ạ? Mấy người thầy có giáo mà thân thiết á. Thì hôm nay thường xuyên là mọi người ở bên ngoài thân thiết này thường xuyên là có đến thăm. Dạ không, lần đầu tiên á. Bao nhiêu năm rồi? Tính ra là 30 năm lần đầu tiên đến chùa á. Chỉ có bên chỗ thầy về Thanh Ngọc là lâu bao nhiêu năm rồi. Cũng tính ra là cũng mười mấy năm rồi đi với chùa rồi. Trao đổi với sư, tổng nhận của những mạnh thường quân quyên góp là 45.400.000. 45.400.000. 45.400.000 rồi. Bây giờ con sẽ hồi nãy là con thanh toán 50 thùng sữa. 50 thùng sữa là 13.875. 13.875. Và bây giờ con gửi lại cho sư thanh toán 1.375 ký gạo, tương đương với 18.975, tương đương 18.975. Bây giờ đưa khoảng 80, đưa 19.7, đưa 19 triệu đi, đưa 19 triệu đi. Rồi Quân cộng giùm anh hai cái số này, 3.870, 875 cộng 18.975, 32.850 ha, 32.850 rồi. Còn thông tin gì nữa chung trao đổi giùm anh? Là mình đã thanh toán gạo và sữa rồi. Rồi thì chỉ còn lại là cái số tiền sau cùng là gửi tư để sửa các phòng cho mấy trai mấy gái. Giữ lại hay là gửi?
số tiền dư sau cùng, tiền này sẽ xin thêm để dùng sửa cho okay, đúng rồi. Có nghĩa là bây giờ Quân lấy 45 400. Lấy 45 400 trừ cho 32850. Có nghĩa là hiện nay cái quỹ ở chùa của mình còn giữ lại là 12.550, là để xin thêm đợt sau để sửa. Thì thế thì hiện tại sư chia sẻ giùm chúng con là mình đang sửa mấy phòng, là mình sửa cho những bé nào ở ạ? Dạ. Cái này là hồi xưa là cái hồ tổ hồi xưa là lúc học chưa có cái điền thì xưa làm cái này là hồng tổ sau rồi. Lúc đó là bỏ Phật vô trong này hết cả, là bắt đầu tụng kinh một thời gian cũng 4 năm mới xây cái điền. Đó, bây giờ cái này giờ sư muốn xây lại cái hồ tổ. Về có bên phòng ở bên kia thì có cho mấy cô để mấy cô tu để học cử nhân á. Rồi mấy cô tu đi về ở là bên kia. Rồi sư muốn xây cái dưới này, cái này là phải ổn. Mà cái nhà dưới này lại của con trai ở. Lúc mà Thanh Ngọc nói á, lại dưới này là con trai ở dưới này. Thì có ông thờ á, con thờ nói yên thờ muốn hỏi nha. Rồi một tí xíu hỏi riêng thợ. Thì sư thâm tâm sư là sư muốn là quý mạnh thần quân giúp đỡ cho sư thêm một phần, thêm một lần nữa. Mà tùy lòng hảo tâm chứ không phải là quý vị. Thì cũng nhờ thầy, thì sư bữa hôm có Thanh Ngọc có nói là xây làm lại cái dãy nhà của bên em Tăng, em trai nó lớn rồi, cũng học lớp 11, lớp 10, lớp 12 rồi, lớp 9, lớp 8. Là nhà sư đình dạy đó, là hai Phật. Thôi giờ thầy dùng đi. Dạ rồi, cảm ơn sư nhiều. Cảm ơn rất nhiều. Dạ. Bột ngũ cốc. Nói chung là màu đen giống như hàng cấm ấy chứ.
Anh cho mình xin hóa đơn. Dạ. Có hóa đơn không? Dạ. Về lấy đó. Dạ. Đây bao nhiêu ký ạ? À? Dạ 25. 25. 25 bao. 25 ký. 25 bao. Bao nhiêu bao? Tổng cộng bao nhiêu ký ạ? 55 bao. 55 bao. 55 bao. Một bao 25 ký. Dạ, là nhiêu ký? Dạ. À, một tấn. Một tấn. Rồi. Một tấn. Giờ đứng anh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 27, 28 chứ, là 55. Nó ngồi ăn xi mê luôn. Ngồi ăn xi mê, uống xi mê luôn. Hôm nay no nê luôn. Con, cho chú tờ giấy đi. Có tờ giấy không? Cho chú xin tờ giấy. Vậy khỏi bút. Phòng này vẫn không được chỗ, giờ cầu chuyển qua phòng bên đây thì được bao nhiêu phòng nữa? Dạ, có phòng nữa. À, xây khoảng khi nào xong em biết không? Tháng 4, tháng 5. Cảm ơn em. À, phòng này hồi đó là để kho, để tường cũ. À, phòng này là hôm bữa là xây sửa xong là hầu hết là tiền ủng hộ của Mạnh Thường Quân. Mới xong cách đây vài tháng. Tháng 7 năm trước xuống thì nó rất là xấu. À, mình đi, giờ em dẫn đi xem phòng, đi trên vòng. Cái này là gì? Đi vô. Wow.
Đau. Thế mà với là khi có khách khứa đến. À, khi rằm có Phật tử lên tu học. Còn bình thường thì để trống gì? Còn mà nếu mà những cái khách đến thì ở đâu? Thôi mời mọi người đi. Đi ngược ra, đi ngược ra. Đi đi, đi dẫn đi. Dạ rồi. Đi đi lại đây. Mời. Giờ thâu vô. Thâu vô mình làm cái hiên ở đây. Thôi mình làm cho rộng ra đi. Dạ rồi. Hiện tại đây là 3 phòng. Dạ 3 phòng. À, mình chia ra làm mấy phòng ạ? Cái này cũng mời mọi người qua. Cái này hiện tại đây là 4 phòng. 4 phòng mình làm cho rộng ra. Làm rộng ra thì chia thành 3 phòng. Chia thành 3 phòng lớn. Rồi, 3 phòng lớn. Có giường tầng, có gì vậy? Lên lên cái cổ đầu cái như bên này. À, mình nâng cao lên. Cao lên, rộng lên. Đây là cao lên xung quanh luôn. Ước lượng được chi phí không ạ? Ước lượng được khoảng thời gian là chi phí. Xong khoảng nơi lâu. Cái này thôi. Cái này trong 2 tháng. Trong 2 tháng? Dạ. 2 tháng mà đủ người đến 2 tháng. Nếu nếu vậy thì sau khi sửa xong thì ở khoảng được bao nhiêu? Ở bao nhiêu? Dạ cái này ở phải 2, 4, 6, 8, 10. Bên thay này nó mới là sửa thôi nè. Dạ, hiện tại đang ở 10 em. Đây là đây trước cấp thôi. Nó hiện tại phòng chỉ là vậy thôi đó. Hiện tại phòng chỉ là vậy thôi. Bây giờ sửa trong 2 tháng là chi phí khoảng bao nhiêu ạ? Vừa sửa trong 2 tháng chi phí vật liệu không á. Dạ. Hay cởi công luôn. Chia ra làm 2 luôn, vật liệu không là bao nhiêu? Dạ. Bao nhiêu khoảng? Vật liệu không là 200. Vật liệu không là 200. Dạ. Công. Còn công trăm mấy? Khoảng 300 mấy. Vật liệu mình gồm những gì? Gạch xi. Gạch xi măng. Sắt. Đá trẻ. Đá 1-2. Mình có dùng thép không? Thì sắt, sắt á. Sắt thép á, sắt thép á. Sắt thép là vậy, giống như là cây sắt. Không, cây sắt. Với thép ô, thép cơ. Không phải đó lên, phải làm cái cửa. Cái đó cửa. Cái đó làm cửa. Còn mà sắt 12, sắt 14, sắt 6 là bên hồ đấy, loại sắt ăn á, là làm vật liệu. Nó sắt này là làm cửa đó này, sắt này là làm cửa. Đây là anh có mưa. Dạ. Cảm ơn anh. Đi. Sắt 12, 14 mình biết mình có bán không ta? Có một em đang mở chẩm. Đây xin phòng. Phòng này có mấy bạn ở. Hai em với một người nữa. Thằng học. Chỉ có vậy thôi đó. Cửa hậu mở ra bức tường. Không có quạt. Phòng hoàn toàn không có quạt. Có đồ chơi mới chơi không ngủ chưa luôn.